Và cách Trâm làm bánh hỏi khô thì Trâm sử dụng cái hiệu Vina Big G. Các bạn có thể sử dụng hiệu nào cũng được nha. Ngày trước thì họ không có làm cái kiểu này, mình phải làm từ bún gạo khô. Nhưng mà bây giờ họ đã có như vậy nè, nên mình sẽ dễ làm hơn rất là nhiều các bạn. Và tiện hơn rất là nhiều. 3, 6, 9, 12, 24 miếng. Mình cắt và mình bỏ vào trong trong cái thau này ha. Sau đó châm dùng nước lạnh, châm đổ cho nó đầy và mình ngâm khoảng 4 đến 5 phút cho nó mềm. Hành lá châm rửa sạch và châm bó lại như vậy. Và châm sẽ cắt nhuyễn. Nếu mà các bạn dùng dao với thớt cũng được. Hành bây giờ Trâm sẽ bỏ vào trong lò vi sóng. Trâm làm cho nó héo lại một tí nha. Mình lấy cái nắp đậy mà chuyên để mà đậy để dùng ở trong lò vi sóng á, để giữ gìn sức khỏe của mình, các bạn phải cẩn thận. Châm làm 40 giây. Châm lấy từ lò vi sóng ra 40 giây thì nó cũng đã héo lại như vậy và nó rất là nóng các bạn. Thì Châm sử dụng dầu ô liu. Các bạn muốn ăn dầu gì thì cũng được, nhưng mà tại Châm thích ăn dầu ô liu á, nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Trộn lên ha. Bún mình sau khi ngâm 5 phút thì nó mềm như vậy nè các bạn. Thì mình lấy mình bỏ vào trong rổ để cho nó ráo nha. Bánh hỏi sau khi mà mình ngâm 5 phút và mình lấy ra mình để ráo thì nó như vậy nè các bạn, rất là mềm. Đúng ra trong hướng dẫn thì kêu mình đổ thêm dầu vào trong lúc ngâm, nhưng mà mình không muốn ăn có nhiều dầu mỡ á, tại chút mình cũng sẽ thoa ở trên mặt của bánh hỏi một miếng dầu hành. Vì vậy khi mà Châm lấy ra đó, các bạn coi Châm để nó như thế này ha. Từng lớp như vậy nè, cho nên nó sẽ không có bị dính lại đâu các bạn. Và khi nào mình gần đến giờ ăn thì Châm sẽ bỏ lên trong cái lò sửng hoặc cái hấp á, mình hấp lại cho nó nóng và mình thoa dầu. Châm làm nóng cái sửng nè các bạn. Mình để một ít nước như vậy ha. Bạn đổ nước, đừng để nước nó dính ở trên cái sửng, bởi vì mình để mà nước á, thì cái bánh nó sẽ bị nhão. Châm lấy khăn làm bếp, châm lau sơ đi nè và giảm lửa xuống ở nhiệt độ trung bình thôi. Thì mình dùng dầu mình thoa lên. Sau đó mình sẽ lấy bánh mình để như vậy. Nếu mà mình không thích để nguyên một miếng như vậy á thì mình lấy như vậy rồi mình cắt.
Giống ở Việt Nam nho nhỏ như vậy cũng được. Và chăm hấp khoảng 30 giây. Khi mình làm lớp thứ hai đó các bạn, thì mình dùng dầu mình thoa lên. Mình hấp khoảng 30 giây thôi các bạn, rất là nhanh. Nếu mà các bạn không thích để thẳng như vậy á, thì mình có thể cuộn tròn lại cũng được. Và sau đó mình để lên lớp thứ hai. Vậy là dĩa bánh hỏi Trâm đã làm xong như vậy nè. Bánh hỏi thường thì Trâm để ăn chung với lại chạo tôm, hoặc là thịt nướng, hoặc là nem lụi nướng, thịt heo nướng, hoặc là xá xíu. Các bạn ăn chung với cái gì cũng ngon nha các bạn, hoặc là tôm nướng cũng ăn chung cũng rất là ngon luôn. Màu rất là đẹp.